tình bắt gặp niềm đam mê với logistics từ môn học giao nhận vận tải trong ngoại thương do cô Thanh Ngân đảm nhiệm. Trong suốt quá trình học, từ những câu chuyện nghề, những chuyến đi mà cô đã từng trải động lên trong suy nghĩ non nớt của chúng tôi khi mới bước vào chuyên ngành rằng logistics không phải là một ngành quá xa lạ. Việt Nam có thế mạnh và vẫn có khả năng đưa ngành logistics trở thành ngành chủ chốt và là lợi thế cạnh tranh so với các quốc gia khác, đặc biệt khi Việt Nam gia nhập vào cộng đồng kinh tế ASEAN và TPP vào năm 2015. Thế nhưng, thực tế cho thấy Việt Nam đang vấp phải không ít những khó khăn thách thức trên con đường phát triển ngành. Làm thế nào để vượt qua những rào cản này? Đó cũng chính là trách nhiệm của thế hệ sinh viên Việt Nam nói chung và sinh viên kinh tế nói riêng. Vậy, thực trạng logistics ở Việt Nam đang ra sao? Thực trạng ngành logistics hiện nay, logistics là một loại hình dịch vụ có vai trò rất quan trọng với quá trình sản xuất kinh doanh của một ngành cũng như toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Ngành logistics ở Việt Nam cũng đã và đang nhanh chóng phát triển trong hai thập niên vừa qua, từ cơ sở hạ tầng, cảng biển, giao thông thủy, bộ, hàng không đến những kiến trúc thượng tầng, với quy mô từ 22 đến 25 tỷ USD một năm, chiếm tới hơn 25% GDP của cả nước. Hiện nay, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics ở Việt Nam cũng đã lớn mạnh cả về lượng và chất, với hệ thống hơn 30 cảng biển và 2.000 doanh nghiệp lớn nhỏ khác nhau kinh doanh trong lĩnh vực logistics. Tuy nhiên, hiện nay các doanh nghiệp logistics Việt Nam chỉ mới đáp ứng được 25% nhu cầu của thị trường và đa phần chỉ dừng lại ở việc cung cấp các dịch vụ đơn lẻ. Điều này đã đặt ra những thách thức không nhỏ đối với các hoạt động logistics của chúng ta trong bối cảnh hội nhập sâu vào thế giới. Theo khảo sát về chất lượng nguồn nhân lực của Viện Nghiên cứu Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, gần 54% doanh nghiệp logistics ở Việt Nam thiếu đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn và kiến thức. Khoảng 30% doanh nghiệp phải đào tạo lại nhân viên, chỉ có khoảng 6,8% doanh nghiệp hài lòng với trình độ chuyên môn của nhân viên mình. Dự báo cho thấy, trong khoảng vài ba năm tới, ngành kinh doanh logistics ở Việt Nam cần thêm khoảng 18.000 lao động. Các doanh nghiệp sản xuất thương mại dịch vụ cần thêm 1 triệu lao động có chuyên môn về logistics. Đây cũng chính là cơ hội cũng như thách thức dành cho ngành logistics Việt Nam. Bên cạnh đó, theo báo cáo hàng năm của World Bank đã xếp hạng chỉ số thực hiện logistics của Việt Nam ở vị trí 53 trên 155 quốc gia trên thế giới, chi phí các doanh nghiệp phải trả cho dịch vụ logistics ở Việt Nam hiện quá cao so với mức trung bình của thế giới, chiếm đến 25% GDP, khoảng 12 tỷ USD, trong đó chi phí vận chuyển đã chiếm đến khoảng 60% tổng chi phí logistics, cao hơn nhiều so với 19% GDP ở Trung Quốc hay 8-9% GDP ở Nhật Bản, 5-6% GDP ở các nước châu Âu. Các nguyên nhân khiến cho chi phí vận tải đội cao hơn khoảng 10% cho mỗi đơn hàng cứng nhất là do hạ tầng giao thông, cảng biển phát triển chưa đồng bộ cùng nền kinh tế. Thứ hai là chi phí cho thủ tục hải quan. Mặc dù hiện nay đã áp dụng hệ thống hải quan điện tử nhưng vẫn chưa thực sự hiệu quả. Thứ ba, chi phí lưu kho lưu bãi cao cũng giúp làm tăng giá thành sản phẩm, làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Với đặc điểm là các doanh nghiệp nhỏ và vừa với vốn điều lệ thấp, thay vì hợp tác với nhau để nâng cao chất lượng, thì họ lại chọn hình thức cạnh tranh nhau về giá. Điều này dẫn đến chất lượng dịch vụ bị suy giảm, khách hàng quay lưng với các doanh nghiệp trong nước, khiến họ không thể cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài, vốn vững về tài chính và kinh nghiệm. Đứng trước những khó khăn thách thức như thế, đang là một vấn đề nan giải đối với thế hệ trẻ chúng ta. Mỗi chúng ta cần có cách nhìn nhận đúng đắn về trách nhiệm của mình trong quá trình